Ok, hello, xin chào các bạn. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ review gói Yushin Little Magic này nhé. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Thì đầu tiên là về hệ màu. Thì mình thấy cái hệ màu của gói Yushin này nó khá là đẹp. Nó tươi hơn RX3M và nó đẹp hơn RX3M nhiều nha. Hệ màu của gói này khá là đẹp ha. Đây. Đấy. Và bề ngoài của Q thì hình như là lần này Yushin họ làm nhựa bóng hay sao. Cái nhựa nhám lần trước mình nghe có nhiều người nói là nó dỗm dỗm kiểu gì á, biết phải không? Rồi tiếp theo là đến về phần tốc độ. Phần tốc độ của Q lúc mới mở hộp ra nó cực kỳ nhanh luôn các bạn, nhanh kinh khủng luôn. Nhưng mà nó sẽ hơi khô, nó gặp tình trạng giống như hệt như rồi 3M mới mở hộp nó sẽ bị đầm ở cái bề mặt cạnh này, nhưng mà nó không đầm nhiều nha, đầm một ít thôi. Bạn chỉ một chút xíu thôi, chơi một thời gian nó sẽ hết ngay. Đấy. Và tốc độ của Kill thì sau khi mình set up lại đàng hoàng thì nó cũng đã dễ kiểm soát hơn rất là nhiều, chơi êm hơn, êm ái hơn khá là nhiều hơn. Đấy. Và tiếp theo là mình sẽ đến về phần cắt góc. Phần cắt góc của Kill thì mình thấy nó khá là tốt các bạn. Đấy. 45 độ bình thường hơn luôn nè. Hơn tới đây thì không được, mà hơn một chút xíu vậy thì được nha. Đó. Của Kill thì khỏi phải bàn rồi. Rất là tốt. Đấy, và theo là về phần 500 thì cái phần 500 này mình thấy nó ở mức vừa đủ cho mình chơi. Nó không có giống như RX3M lúc mới mua về là mình phải đứt vùng mắc nịch vào con này, mà con này thì không. Mua về là 500 cứ để thế mà chơi thôi. Đấy. Ốc thì nhà sản xuất lúc đầu để hơi lỏng. Mới mua về thì nhà sản xuất để ốc hơi lỏng nên mình khuyên các bạn là lúc mới mua về là phải dặn ốc chặt lại một chút nha. Mình thì mình đã dặn chặt một chút rồi. Ok. Theo là về phần cấu trúc bên trong. Ok. Cái phần chân gốc và chân cạnh nó đã được làm bằng nhựa Primary rồi. Mình thấy trên mạng các bạn, mình coi trên YouTube thì mình thấy có khá là nhiều kiểu gọi là Cuber Việt Nam cũng như là nước ngoài người ta review vô trên bản cũ đó, thấy nó làm bằng chân gốc đấy nha. Chân cạnh làm bằng ABS á. Mình thấy nó người ta nói cái đó là nó hơi bị lỏng lẻo, mà mình cái này mình không nha, nó chắc chắn. Nếu bạn muốn thì mình có thể để cái tấm hình ở đây ha. Đấy. Và cái phần tâm này nó cũng đã được làm bằng nhựa Primary luôn. Nói chung cấu trúc thì không khác gì hết, mà chỉ khác cái là thay đổi nâng cấp hơn một chút xíu thôi. Đấy. À mà nãy giờ mình quên so sánh cho các bạn giữa hệ màu con này và con này, con nào đẹp hơn. Thì lúc nãy mình đã nói rồi, cái hệ màu của khối này là đẹp hơn chắc rồi. Nó tươi hơn, chứ mình không thích hệ màu giống như RX3M đâu. Nó sậm quá, nó hơi bị, nó tối á, mình không quen hệ màu này. Với lại cảm giác chơi nó hơi nặng tay nữa. Đấy. Và đặc biệt trên Yushin là mình thích nhất là màu đỏ. Đấy. Nhìn nó có vẻ đấy. Và mình sẽ cho các bạn nghe tiếng của hai khối này nha. Rồi thì đầu tiên là về cái tiếng của khối Yushin á. Cái khối này thì nó có vẻ là tiếng nó giòn giòn, chơi nó êm, có độ êm nhẹ nha. Rồi tốc độ nhanh, chơi cực kỳ thích luôn. Mình thích là mình thích con robot nào nó có cái độ giòn của trong con robot, chứ tự nhiên nó êm quá thì mình cũng thích. Như RX3M thì nó hơi êm một chút. Đấy. Mình thì mình không thích cảm giác này, mặc dù là chơi cũng rất là tốt. Theo như mình nghĩ thì đây sẽ là một đối thủ cực kỳ nặng ký của RX3M luôn. Mình thấy thậm chí khối Yushin này nó còn tốt hơn RX3M nữa các bạn. Đấy. Rồi. Thì video vẫn chỉ thế thôi. Mày thấy thích video này hãy cho mình một like, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ nha. À và đừng quên ấn vào cái chuông để nhận thông báo khi người ra video mới nhất nha. À và mình cũng nói cho bạn biết luôn là nữa, chắc mình sẽ ra một video setup con này sau. Chắc chắn sẽ có nha, chắc chắn sẽ có video setup nha. Các bạn phải đợi nha. Đấy, bây giờ thì bye bye.